Chào các bạn, chúc các bạn một ngày mới an lành. Các bạn ạ, hiện tại Sài Gòn Today đang ở huyện Tủn Chùa, tỉnh Điện Biên các bạn ạ. Hôm nay Sài Gòn Today sẽ chia sẻ đến các bạn cái phim Chợ Phim Vùng Cao, Tủn Chùa, Điện Biên các bạn ạ. Huyện Tủn Chùa, tỉnh Điện Biên được biết đến là một cái vùng đất có cái cảnh vật hùng vĩ với những cái núi đá tai mèo sừng sững, những cái thửa ruộng bậc thang, quanh co uốn lượn. Đặc biệt Tủn Chùa còn lưu giữ cái nét văn hóa của chợ phiên đặc sắc của đồng bào dân tộc vùng cao các bạn ạ. Cách thành phố Điện Biên chừng 150 cây số, chợ phiên Xà Nhé, xã Xà Nhé, huyện Tủn Chùa họp vào ngày con gà và con mèo, ngày dậu hoặc ngày mão đó các bạn. Chợ họp ở trung tâm xã, phục vụ trao đổi mua bán và giao lưu gặp gỡ của người dân các cái xã Nhé, Mường Đun rồi Tủa Thàn, trong đó chủ yếu là đồng bào dân tộc người Mông đó các bạn. Hàng hóa được bày bán tại chợ rất là phong phú và đa dạng, từ cái trang phục thổ cẩm cho đến các cái mặt hàng nông sản vật dụng gia đình, hầu hết đều là cây nhà lá vườn do những cái người dân trong vùng tự trồng nuôi hay hái lượm trong vườn trong rừng, như là lợn, măng khô, mộc nhĩ, nấm hương, mật ong, rau củ, đậu tương, và không thể thiếu những cái đặc sản của người dân tộc Mông ở huyện Tủa Chùa, đó là gà đen và rượu Mông Pê nấu từ ngô đồng các bạn ạ. Mặt hàng phổ biến nhất được bày bán ở chợ vẫn là cái hàng thổ cẩm. Đồng bào mang đến chợ những cái bộ quần áo, chiếc váy, cái khăn, túi đeo chéo, đôi giày cho đến những cái đồ thêu thủ công tỉ mỉ, từng cái nét hoa văn, họa tiết trang trí trên cái trang phục vô cùng là tinh xảo và cầu kỳ. Màu sắc kết hợp với cái sự hài hòa của nét riêng cho mỗi dân tộc. Không chỉ có đồng bào dân tộc ở địa phương, chợ phiên xã Nhè còn có cả khách thập phương đến tham quan, khám phá. Hiện nay trên địa bàn huyện Tủa Chùa có 3 cái địa điểm tổ chức chợ phiên, đó là xã Xà Nhé và xã Tả Xìn Thàn và trung tâm thị trấn Tủa Chùa. Từ lâu, phiên chợ luôn là cái nét văn hóa không thể thiếu trong cái đời sống của bà con dân tộc vùng cao ở Tủa Chùa. Chợ phiên không chỉ là cái nơi trao đổi mua bán mà còn là cái ngày hội của bà con vùng cao. Bà con đi chợ để gặp gỡ, giao lưu sau một cái tuần lao động mệt nhọc. Chợ còn là nơi để cho các nam thanh nữ tú tìm đến nhau để rồi kết duyên. Chị em phụ nữ tụm năm tụm ba trò chuyện vui vẻ. Các cái chàng trai thì dắt lưng cái chiếc sáo, chiếc khèn. Đến khi gặp được cô gái nào ưng ý thì dùng cái tiếng khèn, tiếng sáo để thay lời tỏ tình yêu đó các bạn. Sau một ngày tràn ngập cái tiếng cười, tiếng nói, lúc xế chiều bóng cũng là lúc chợ tan, mọi người lại chia tay nhau trở về với cái công việc nương rẫy thường ngày, cùng hẹn nhau ở cái phiên chợ sau. Tủa Chùa có 3 cái điểm tổ chức chợ ở phiên, đó là xã Xà Nhé và xã Tả Xìn Thàn và trung tâm thị trấn Tủa Chùa. Chợ phiên Xà Nhé họp vào cái ngày mão và ngày dậu, chợ phiên Tả Xìn Thàn họp vào cái ngày tý và ngày ngọ, còn riêng chợ phiên tại thị trấn Tủa Chùa họp vào thứ bảy và chủ nhật hàng tuần các bạn ạ. Từ lâu, chợ phiên vùng cao đã trở thành cái nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc ở cái vùng cao huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. Ngày cái phiên chợ thì các đồng bào dân tộc Mông, Thạc, Giao, Phù Lá, từ những cái em thiếu niên nhi đồng cho đến các cái cụ già hơn 70 tuổi rực rỡ cái sản phục dân tộc từ các cái thôn bản ở các cái xã Xà Nhé, Mường Đun, Tủa Thàn, Mường Bán tấp nập đổ về chợ. Chợ họp từ sáng sớm đến xế chiều, hàng hóa được bày bán ở chợ rất phong phú và đa dạng. Hầu hết ở đây đều là cây nhà lá vườn do những người dân trong vùng tự trồng ấy các bạn ạ. Mặt hàng phổ biến ở chợ vẫn là những cái mặt hàng về thổ cẩm, đồng bào mang đến chợ những cái bộ quần áo, những cái chiếc váy, khăn, túi đeo và những cái đôi giày được thêu thủ công rất tỉ mỉ. Chợ ở đây khác với chợ miền xuôi, kẻ mua, người bán không nói thách nhiều. Người ta đến chợ không đề cao cái tính thương mại và lợi nhuận, bán được hàng hay không quan trọng,
Bà con đi chợ phiên không chỉ trao đổi mua bán mà còn là cái ngày hội của bà con ở vùng cao. Chợ phiên tổ chùa có lịch sử từ lâu đời, được thành lập từ cái thời Pháp thuộc các bạn ạ. Ngày xưa chợ thường họp ở các cái bản xa, nhưng mấy năm trở đây được cái sự quan tâm của chính quyền địa phương nên chợ được họp ngay trung tâm của tổ chùa, giữa bốn bề núi đá và cái xương trắng bồng bềnh. Đến tổ chùa, đầu tiên phải kể đến chợ phiên chính là nơi mua sắm thỏa thích những cái món đặc sản của cái vùng núi rừng tự nhiên, các cái mặt hàng thủ công mỹ nghệ, công cụ vật dụng gia đình. Bạn có thể tha hồ lựa chọn những cái món đồ ưng ý, thậm chí là những cái vùng xuôi ở không có. Ngoài mua bán, chợ còn là nơi để nam thanh nữ tú gặp nhau và kết duyên, trao tình cảm và hẹn hò của lứa đôi. Những cái cô gái má đỏ hồng hay hay xuống chợ gặp những cái chàng trai mang những chiếc khèn, chiếc sáo bên lưng ưng nhau thì mạnh dạn tỏ bày. Đây cũng là dịp để các chị em phụ nữ lâu ngày gặp nhau tụm ba tụm bảy kể chuyện vừa qua. Những cái giây phút giòn giã tiếng cười như xua tan bớt khi mệt nhọc của hàng ngày. Đối với du khách miền xuôi, ngoài mua sắm, các bạn còn được tìm hiểu về cái văn hóa vùng cao, có những cái bức tranh check-in mới lạ cho cái hành trình của mình. Nhịp sống hiện đại vẫn hối hả và không ngừng phát triển, nhưng những cái giá trị văn hóa lâu đời không vì cái điều đó mà mai một đi. Với những cái đồng bào dân tộc nói riêng hay tất cả chúng ta nói chung, thì chợ phiên tổ chùa Điện Biên đó, vẫn là cái nét đẹp văn hóa tinh thần không có gì thay thế được. Cứ mỗi dịp sáng chủ nhật hàng tuần, đồng bào dân tộc người Mông, Thái, Chao lại mang cái tâm trạng náo nức phấn khởi xuống chợ, nhất là cái dịp Tết đến. Những cái cô gái Hờ Mông sủng sính trong những cái bộ quần áo thêu rực rỡ sắc màu. Đi chợ phiên, chị em thích diện váy áo rực rỡ sắc màu. Bà mẹ dẫn theo con gái rồi chị em dắt tay mua sắm cùng nhau. Mấy dịp Tết đến xuân về là các cái dịp hội hè, các cái sạp vải trang phục là bán đắt hàng nhất. Chị em thi nhau mua sắm, sửa rồi mặc cả, ngó nghiêng khoe nhau những cái món đồ ưng ý riêng của chính mình. Trong những cái dịp đó, những người đàn ông cũng là có cái điểm dừng chân của mình, họ tụ tập rôm ra tại những cái nơi bán gà, bán vịt, lợn giống hay điếu cày, không thì quanh quẩn bên mấy cái sạp rượu. Chợ tổ chùa Điện Biên á, có cả một cái sạp bán rượu ngô Hà Thổ tới 2 năm với cái loại từ rượu ngô, rượu thóc mầm cho đến rượu men lá của đồng bào người Mông. Ở chợ còn có một cái dãy quỳ tre để bán bánh dày, cái loại bánh cầu an lành hay xuất hiện trên bàn thờ tổ tiên theo phong tục của người Mông. Thêm một cái sạp bán các cái loại đèn pin, rồi đèn sạc điện, vì người miền núi luôn coi trọng tới ánh đèn. Cái dãy hàng bán dao rửa, cuốc xẻng cũng rất đa dạng, rất nhiều cái vật dụng làm nông của người dân gieo trồng sẵn và gieo trồng ngô, khoai, lạc vừng, rồi các cái loại chảo, rang và các cái vật dụng sản xuất nông nghiệp khác cũng rất phong phú tại tổ chùa. Các bạn thấy đó, Điện Biên là cái tỉnh miền núi biên giới thuộc cái vùng Tây Bắc, cách thủ đô Hà Nội gần 500 cây số. Phía Bắc tỉnh giáp với tỉnh Lai Châu, phía Đông và phía Đông Bắc giáp với tỉnh Sơn La, phía Tây giáp với tỉnh Vân Nam của Trung Quốc, phía Tây và Tây Nam giáp với nước bạn Lào. Đến với Điện Biên là các bạn đến với thiên nhiên, là trở về thăm một cái miền lịch sử hào hùng với những cái chiến công vang dội. Điện Biên có cái khí hậu nhiệt đới gió mùa, núi cao nên cái nhiệt độ khá mát mẻ, với cái nhiệt độ trung bình là từ 21 cho tới 23 độ C. Mưa lớn thường tập trung vào cái tháng 6, 7, 8 nên các bạn tránh du lịch đến Điện Biên vào cái thời gian này, vì cái đường đi sẽ khá trơn trượt và dễ sạt lở, không phù hợp để đi chơi hay là ngắm cảnh các bạn ạ. Các cái tháng khô hạn bắt đầu từ tháng 12 cho đến tháng 3 năm sau. Tuy vậy, các cái tháng này thường có cái nhiệt độ khá thấp, đôi khi nhiệt độ chỉ còn 12 độ C các bạn ạ. Nếu các bạn đã đến Điện Biên thì có một vài cái di tích nổi bật, những cái điểm tham quan thì Sài Gòn Today chia sẻ các bạn biết luôn.
Các cái di tích nổi bật ngay trung tâm thành phố bao gồm có đồi A1, C1, C2 và D1, rồi cứ điểm Hồng Cúm, rồi đồi Độc Lập, rồi sân bay Mường Thanh và nghĩa trang liệt sĩ và tượng đài chiến thắng Điện Biên. Ngoài ra, các bạn nên ghé thăm sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ nằm trong một cái khu rừng nguyên sinh ở xã Mường Phăng, cách thành phố khoảng 25 cây số. Hay các bạn thư giãn ở cái suối khoáng nước nóng, và cái suối khoáng là những cái khu nghỉ dưỡng có cái cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng. Nếu còn thời gian ở Điện Biên thì các bạn có thể ghé thăm hồ Ba Khoang với cái thảm thực vật phong phú và cái cảnh sắc thiên nhiên đầy màu sắc, và những cái rừng hoa phong lan tuyệt đẹp quanh hồ, hay những cái cánh đồng Mường Thanh rộng lớn trải dài hơn 20 cây số và rộng tới 6 cây số, được mệnh danh là cái kho chứa đầy ngô bí. Với 21 dân tộc anh em, Điện Biên là một cái tiềm năng văn hóa phi vật thể vô cùng to lớn. Mỗi dân tộc lại có những cái sắc thái văn hóa riêng đa dạng, mang đậm cái màu sắc của dân tộc mình. Đến với Điện Biên, các bạn có thể tham quan các cái lễ hội như lễ hội Tùa Cải của dân tộc Dao được tổ chức và khi kết thúc vào vụ mùa phải làm lễ cái bó khoai, một cái lễ cảm ơn con trâu sau khi mùa vụ đã hoàn thành. Rồi lễ mừng cơm mới của dân tộc Sila thường được tổ chức vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9, vào cái thời gian vụ lúa đầu bắt đầu chín, và được tổ chức vào cái ngày Thìn và ngày Tỵ. Hay cái lễ hội Thành Bản Phủ được tổ chức hàng năm vào các cái ngày 24, 25 tháng 2 âm lịch. Nếu các bạn đến Điện Biên thì Điện Biên không thể thiếu những cái món đặc sản đặc sắc mà các bạn có thể mua về làm quà, như thịt bò khô, thịt trâu, măng tươi, gạo, rồi chè tuyết san tổ chùa, rồi rượu sâu chít. Đã đến Điện Biên thì các bạn không thể bỏ qua cái cơ hội thăm và mua sắm tại các cái chợ phiên của Điện Biên. Các bạn có thể đến các cái chợ trung tâm tại thành phố Điện Biên Phủ và chợ Bản Phủ. Các bạn vừa rồi là những cái chia sẻ của Sài Gòn Today về phiên chợ phiên Tổ Chùa, huyện Tổ Chùa, tỉnh Điện Biên, được biết đến là cái vùng đất có cái cảnh vật hùng vĩ với những cái núi đá Tai Mèo sừng sững, những cái thửa ruộng bậc thang quanh co uốn lượn. Đặc biệt Tổ Chùa còn lưu giữ cái nét văn hóa của chợ phiên đặc sắc của đồng bào dân tộc vùng cao. Sài Gòn Today mong muốn những cái hình ảnh tuyệt đẹp của Việt Nam sẽ đến với tất cả các bạn bè trên thế giới. Mình chia sẻ những cái hình ảnh, những cái thước phim cuộc sống đời thường nhất, những cái danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp trên lãnh thổ đất nước Việt Nam mình. Mình rất mong những cái chia sẻ của mình sẽ mang đến cho các bạn những cái trải nghiệm thú vị. Mình rất mong nhận được cái sự ủng hộ của tất cả các bạn bè trong và ngoài nước. Các bạn xem xong clip, mình nhờ các bạn đăng ký kênh và chia sẻ kênh Sài Gòn Today giúp mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video sau. Xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn.